Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng phần quản lý slider. Và trước khi chúng ta xây dựng á, thì có một cái lỗi mà tôi cũng tiến hành tôi fix luôn. À, các bạn thấy phần console của chúng ta nó báo lỗi về cái tấm hình của chúng ta. Đây là các bạn thấy cái tấm hình của chúng ta ở phía trên nè, chúng ta có những cái chỗ hiển thị tấm hình đó, nó không có hiển thị được. Như vậy bây giờ thì chúng ta sẽ fix những cái lỗi này luôn. Chúng ta sẽ thấy là cái tấm hình của chúng ta ở đây. Rồi, tôi sẽ kiểm tra phần tử cho các bạn xem. Thì rõ ràng các bạn thấy đường dẫn đến cái hình này chưa có đúng. Ở đây thì tôi cũng chuẩn bị sẵn một cái tấm hình. Chúng ta sẽ copy cái tấm hình này và chúng ta sẽ paste vào trong folder public, rồi folder admin, tiếp tục là folder image. Folder image là nơi chứa cái hình của chúng ta nè. Ở đây thì chúng ta cũng có một số cái tấm hình rồi. Như vậy thì tôi sẽ sử dụng những cái tấm hình này đi, khỏi mất công chúng ta copy vào ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ cần thay đổi lại đường dẫn. Và lúc này thì chúng ta xác định xem là chúng ta phải thay đổi ở tập tin nào. Chỗ này thì chúng ta đã tách nó ra rồi. Tôi sẽ vào lại phần resource, view, admin, element. Thì đầu tiên á, ở phía trên á, ở cái nội dung này nè. Đây, ở đây thì cũng có cái tấm hình nữa nè. Đây các bạn thấy nè. Thẻ A, trong thẻ A này có cái tấm hình kế bên cái chữ hải lân. Như vậy thì tôi sẽ tiến hành tôi fit cái tấm hình này lại. Và cách fit của nó, tôi sẽ vào lại đầu tiên là tập tin top navigation. Đây cái chỗ cái tấm hình nè, chúng ta sẽ điều chỉnh lại ha. Mở ngoặc nhọn, rồi đóng ngoặc nhọn lại. Tiếp tục bên trong chúng ta cũng gọi đến phương thức là access. Và chúng ta truyền vào cái đường dẫn. Nó sẽ vào admin nè. Chúng ta nhìn vào đây ha. Vào admin, tiếp tục là gì? Rồi, tiếp tục. Ở đây thì tôi nhầm, không phải vào resource mà là public. Admin nè, tiếp tục là folder image nè. Đây, folder image nè. Rồi mới đến cái tập tin là img. Như vậy tôi cắt cái thằng này. Tôi sẽ đem qua đây. Rồi, đóng dấu nháy lại. Lưu lại. Bây giờ tôi quay lại đây. Chúng ta refresh lại. Các bạn thấy cái tấm hình của chúng ta đã hiển thị ra nè. Như vậy là chúng ta đã fit thành công ha. Chúng ta sẽ copy thằng này. Tại vì cái tấm hình của chúng ta có nhiều chỗ lắm chứ không phải là chỗ này không. Tiếp tục là cái tấm hình của chúng ta nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Và ở cái vị trí này á thì chúng ta còn nhớ chúng ta đã tách nó ra thành cái tập tin là sidebar. Tiếp tục vào lại resource, rồi element và tập tin sidebar. Sidebar title hay là sidebar menu? Tôi sẽ vào thử sidebar title, ở đây không có hình. Như vậy nó là sidebar menu. Sidebar menu thì chúng ta có cái hình nè. Rồi tôi chỉ thay cái đoạn mà chúng ta vừa copy vào là xong. Tiếp tục qua lại đây. Chúng ta refresh lại. Thì rõ ràng cái hình của chúng ta cũng lên rồi. Qua tab console có còn lỗi gì không? Nó vẫn còn lỗi not found. Not found ở đâu? Các bạn thấy chỗ này chúng ta cũng có những cái tấm hình nè. Như vậy thì tôi cũng fit luôn. Và những cái tấm hình này á, nó nằm ở phần danh sách. Và cái phần danh sách này chúng ta đang xem ở slider. Như vậy nó sẽ nằm ở trong cái tập tin view của thằng slider. Và tập tin này là tập tin index. Chúng ta sẽ xem ha. Ctrl F thử tìm đến thẻ image. Đây nó đây. Như vậy thì lúc này nè, chúng ta xem nè, cái trang index của chúng ta là hiển thị toàn bộ cái nội dung này, danh sách user, thêm mới, bộ lọc, rồi danh sách, rồi phân trang. Nó cũng hơi rối. Sau này á thì chúng ta sẽ có cái dữ liệu và chúng ta sẽ đổ vào cho cái danh sách này. Như vậy thì tôi cũng tiến hành tôi tách cái tập tin index của chúng ta ra. Ở đây tôi sẽ duplicate nó đi. Tôi tạo ra một cái tập tin để chứa những cái danh sách. Tôi đặt tên cho nó là list.dev.bsp. Rồi bên trong tập tin này, chúng ta quay lại tập tin index nè. Chúng ta sẽ tìm đến cái nơi mà hiển thị danh sách á. Thì nơi hiển thị danh sách nó chính là nguyên cái table này nè, nguyên cái phần table này. Như vậy tôi sẽ xem và tôi copy nè. Đây, tôi sẽ copy từ cái phần này. Rồi chúng ta di chuyển xuống. Ở đây cũng không phải là copy mà chúng ta sẽ cắt luôn. Chúng ta cắt nó, lưu nó lại. Quay lại tập tin list, Ctrl A, Ctrl V để bắt nó ra. Và sau khi tôi bắt nó ra rồi, chúng ta quay lại đây, chúng ta refresh lại. Các bạn thấy cái phần danh sách của chúng ta bị mất, cái table của chúng ta bị mất. Lý do là gì? Chúng ta đã vừa xóa nó đi rồi mà. Bây giờ thì tôi sẽ kéo nó vô. Và để kéo nó vô thì nội dung này chúng ta cũng đã được học rồi. Chúng ta sẽ quay lại đây. Ngay tại cái vị trí mà chúng ta cắt, ngay tại vị trí này, thì chúng ta cũng gọi đến cái câu lệnh là include. Rồi, include. Như vậy thì đường dẫn của chúng ta sẽ là gì? Là admin nè. Đây nè,
Tại sao tôi biết là admin? Ngay tại vị trí này chúng ta vào admin, tiếp tục vào folder là slider. Và tập tin của chúng ta trong trường hợp này là tập tin lead là xong. Như vậy tôi truyền vào đây là lead. Và sau khi tôi đưa vào thằng input này, tôi quay lại đây. Chúng ta thử refresh lại. Thì rõ ràng các bạn thấy cái phần danh sách của chúng ta đã được kéo vào. Tiếp tục là chúng ta sẽ fit cái tấm hình này. Cái tấm hình thì quay là lead. Rồi, image này tôi sẽ thay bằng cái nội dung mà chúng ta đã copy nè. Cái phần asset á, tôi copy lại ha. Tôi copy thay vào cho thằng lead ngay chỗ hình ảnh, paste vào. Nó đến hai chỗ hiển thị hình ảnh lần. Đây đây nè. Rồi tôi sẽ paste nó vào. Lưu lại và quay lại đây. Tôi refresh lại. Thì rõ ràng các bạn thấy cái hình của chúng ta đã hiển thị thành công. Chúng ta bật cửa sổ console xem lúc này còn lỗi gì hay không. Và rõ ràng thì không còn lỗi gì hết. Và khi không còn lỗi sau này chúng ta phát triển cũng như là xây dựng thêm những cái chức năng chúng ta sẽ dễ quan sát hơn. Như vậy trong video này chúng ta đã học được hai cái. Cái thứ nhất là chúng ta fit lại cái vấn đề hình ảnh. Ngoài ra thì chúng ta đã tách cái danh sách của chúng ta thành một cái tập tin riêng. Và sau này những cái vấn đề về liên quan đổi dữ liệu, chúng ta chỉ cần vào cái tập tin lead đó để chúng ta điều chỉnh là xong. Thì các bạn thấy rằng trong cái phần mà chúng ta thực hành đó, chúng ta cố gắng là chia nhỏ cái bài toán của chúng ta ra. Từ một cái giao diện ban đầu chúng ta đã chia nhỏ nó ra, và từ cái tập tin index này chúng ta lại tiếp tục chúng ta chia nhỏ nó ra. Và vấn đề chia nhỏ như thế này á, sau này chúng ta phát triển hay là chúng ta nâng cấp mã nguồn gì đó, nó sẽ thực hiện nhanh hơn cho chúng ta.